bà giờ nhiều yếu tố bà làm biến đi bà. Hello mọi người, hôm nay nhà mình đi cắm trại một lần nữa. Đi cắm trại ở gần nhà, đi cách nhà khoảng gần một tiếng, gần giờ đồng hồ chạy xe. 15 phút à? Đang gần tới chỗ, đi gần tới rồi nhưng mà thấy trên đường đẹp quá, kêu vợ quay phim. Ở phía trước cảnh đẹp quá, thôn quê đẹp quá. Nhớ thôn quê, mình thấy cảnh thôn quê nãy giờ cứ xích xoa hoài. Núi rừng rồi nãy mới chạy qua kia. Tại cái này cắm ở ngoài hơi ra xa ngoài ô chút xíu, đi khoảng 45 phút. Thì đang ở đây là có mấy nhiều cái farm lắm, trồng lại. Này thấy mấy chỗ trồng bắp, rồi mấy cái nông trại cây cọ. Yên tĩnh cái này yên tĩnh hả? Mày đường hơi buồn hả? Ừ. Thấy yên tĩnh quá thì nó buồn. Nhưng mà cảnh nó đẹp. Bình yên hả? Bình yên. Sau là anh Tuấn, chị Trâm cùng đi cùng nhà mình. Dưới kia có cái hồ kìa. Thì đúng rồi, đây có cái lết mà gần. Bởi vì nó đem theo con đồ còn câu câu cá. Phương dạ. Có nhiều người ta đã chắc là khen từ mà ngày hôm qua rồi sẵn rồi. Ở đây đông vui không? Biết ông Phương có đem cần câu không? Biết. Bi nó hỏi bạn Phương, nói em có thời gian câu. Câu bia câu mồi còn đủ thời gian đâu câu cá. Ủa, cái hồ kia đẹp không? Ôi chạy xe. Trời ơi, ở đây người đông quá vậy không? Con thấy cái hồ đẹp không con? Ừ, cái hồ kia rồi à. Chỗ này đông hơn chỗ bữa. Ồ, con vẫn lấy từ đây sao cái lều giống nhau quá vậy? Nãy giờ con ngủ một giấc ngon không? Dạ. Nãy giờ ngủ một giấc tỉnh táo chưa? Dạ. Ngủ tối nay ngủ giỏi nha, ngủ đi xe gì chăm nha. Chú cái đã nha, nó đi thấy đã rồi đó, thấy thú vị rồi đó. Khi dựng tốt vòng vòng tìm cái big cái big của à. Mình. Big à. Điểm xa 50-51. 50-51 kia bên kia kìa. Bây giờ có bây đây. Bây kìa. Bây cô Thảo với Andy với Justin kìa. Hello. Anh này giỏi này, tới trước giỏi quá vậy. Andy kìa con. Đây, cái size của mình là size 50 đây. Trong đầu dám cái đường vô gần cái người của anh Tuấn á, tại vì rồi. Sát đi con cho con thấy đi chết tiền đây. Đây chưa có tốt gì hả? Không. Quá trời lều rồi. Đã quá, vui em thấy vui chưa? Chưa, cái ông này xe đi kiểm tra nè. Lạnh ghê nha, gió lạnh này đó. Đúng như đây còn cái hồ, mặc dù mà thời tiết nhiệt độ cao vẫn có nắng nhưng mà cái gió, cái hồ nước lên nó gió vẫn làm thấy lạnh này. Buổi trưa nắng xuống mà thấy lạnh này đó. Anh chị Trâm kia phải thoát y rồi kìa, lạnh vậy. Thấy lạnh rồi nha Bi. Hả? Lạnh rồi đó. Ủa thì sao cắt bắp hết trơn à?
Vậy vậy cỏ hết rồi. Vậy tuần trước rồi. Ủa rồi tối ngồi xuống xe. Xuống thì Trâm nó sợ chú Phương. Nó sẽ gì Trâm có chú Phương đâu không có sợ. Hello anh đi Justin này con, anh đi. Justin. Ở đây chở củi vào rừng nè, đi lên rừng ngày nào cũng chở củi thôi à. Đó, hành trình ăn chơi bắt đầu nha. Đó, coi xe. Xe thì thấy toàn ba lô là giường, giường mình, chiếu gối rồi tối nay ngủ nè, củi nè. Đó. Mà to có không đây hả? Không. Chỗ có, chỗ không, đi vòng vòng, từ những nhiều khi. Ở đây nó chập chờn. Chỗ này bà, là gần. Bà giờ nhiều yếu tố, bà làm biến đi rồi bà. Có wifi nói chuyện người yêu không bà, không có wifi gì rồi. Rồi đã gì bà ăn chay rồi nữa rồi bà mệt hoài nữa nên bà làm biến đi. Nó không có wifi là bác chịu nổi hả? Ừ, nó phải có điện thoại nó cầm rồi à. Tiền bạc gì đâu, ở đây tôi tìm. Sao các bà chị trên chỗ em, bà nói bà cấm một cái chỗ nguyên, bãi nguyên một cái khu mà không có ai, bà hát karaoke luôn á. Cái đó là rút khem. Ờ, rút khem chắc bên trong kia là 50 người trở lên đó hả? Mà thiếu 2 đồng. Mua còn đưa lời không lời. Thế mày có điện thoại không? Mày có không. Tờ 5 không? Không. Wow, đây là chuẩn bị đồ ăn nè. Đây là nồi nước lẩu, bình ga, à, chè cháo, mấy cái thùng giữ lạnh để bỏ đồ ăn vô giữ lạnh. Còn cái này mấy ba lô, giường ngủ, nệm mền, mì tôm. Còn cái xe đó để nó mua nhiêu tiền bánh mì vậy, mấy chục đô, 26 đô bánh mì không mà mua 26 đô. Hai mươi sáu đô rồi mai ăn sáng tôi chăm nấu đông lạnh để đông lạnh đó hả? Chứ không đông lạnh đang sử dụng sao từ đi tới tối nó rẻ đá mai đông lạnh à. Nên cái xe này thì có chỗ rửa tay, có bếp, tối đây mẹ con mình ngủ ở đây, có restroom, cái giường đầy đủ. Tối này đừng khóc nha con, tối khóc bị sợ cho lên. Đầy đủ. Bánh nhà lợn lên về. Ủa chị Hồng mới đưa bánh nhà lợn rồi nào á? Qua. Ủa chị Hồng làm hả? Đứng chị Hồng cho chứ. Thôi mình biết làm mà. Thôi giờ thì Trâm có thời gian ai biết. Vui âm, vui âm thấy. Tối nay là con ngủ trên xe này của Dương Tuấn, chị Trâm gì mami nằm đây, gì Trâm nằm đây, con gái mami ngủ bên kia nha, nó không sợ nha. Nó bà tô nằm dưới này. Tối nay ngủ trên xe gì Trâm? Ngủ gì Trâm đã lắm. Chị Tô ở nhà, chị Tô là biến chị Tô ở nhà. Có wifi á. Các bạn biết rồi, phải là biết rồi, bận phòng phải ăn chay. Đi mua xe vậy? Ai? Bói. Đó mua xe gì đâu? Sao nó có dealer? Em đi dealer lại hôm qua em chọc xe em hư, hôm qua em tới dealer lên em sửa xe đó. Hôm qua em gửi xe em nó báo cái đề xe không được. Cái hư vậy? Hư bình. Hư bình hả? Ừ, mà nó báo trên press system. Nhưng mà dealer nó mày còn quen đi mà phải không? Không hết rồi. Có 3 năm mà em gần 5 năm rồi. Nhưng mà cái bình mà bình hết chứ đâu, xe nó hư gì đâu mà warranty. Tùy cái bình hết rồi, bình nó cũng phải warranty bao nhiêu năm, cái bình gì mới đi hết. Bình 3 năm gì à? Mấy năm em cũng biết nữa. Tôi đi cẩn thận chừng té nha con nha. Đó, này dựng lều. Ồ, cái lều này nhắm củi nó lên không? Củi nó lên cao không? Nó nóng không? Để ngoài thôi. Bỏ qua bào nghe. Đây tối đốt lửa trại, củi hồi nãy chở nhà. Ủa anh Vũ, củi nhà mình chở là có nhiêu đây á hả? Chung hãng này bài bản vậy. Này ấm nè, cái này có lý à. Đó, kéo màn, nhăn màn lại. Đồ ăn có coi trọng khỏi ruồi muỗi. Bên đây mấy người ta cắm hồi nào mà ta tới sớm thấy lều trại quá chừng ha. Thôi giờ mẹ tắt đồ điện thoại, mẹ phụ mấy người bưng đồ ra nè. Mời cả nhà camping cùng gia đình mình. Gia đình mình. Gia đình này gia đình đi ăn đi camping ngoài à. Gia đình ăn chơi. Vô đi, bình nước con đâu? Còn mấy gia đình nữa, còn mấy gia đình của mấy anh chưa tới. Chắc 1 tiếng, 2 tiếng rồi mới tới. Hôm nay là thứ bảy của bên Mỹ. Là tối khuya thứ bảy, khuya gần sáng chủ nhật bên Việt Nam.
tối thì lạnh á, gió dưới lấy dưới cái hồ lên nha. Mà chỉ gần đây có cái hồ cho nên tối này sẽ hơi lạnh á. Em có cái lều nhỏ đó nè. Cái lều nhỏ cho nó gọn. Mai. Đó này cách ly. Tin đâu xuống rồi anh xe chơi rồi không? Nên Tin không xuống. Cầm kẹo đừng rớt nữa nha. Rớt rồi nhịn á. À, đứa cái kẹo nè. À, còn thấy. Còn thấy Andy. Ờ. Mà bên kia có lò lửa không? Ờ có kìa. Hình chơi bên ngủ. Bạn bên chơi ngủ nhiều khi mấy người ngủ cũng ham chơi sao. Ủa. Ủa. Kìa đó kìa. Đâu chỗ nào nữa ta? Đó, đó, xì trắng này chị. Đó, nhìn như trắng đó. Sau chiếc xe em á, trước chiếc xe em á. Cái này bỏ tử bỏ bớt cho nó gọn. Cái kia mùi này đi giá rồi. Chứ bình thường nha. Yeah. Chuẩn bị nấu lẩu. Lẩu rồi ra có cái đem gì để xử lý lẩu không Bi? Anh em có mua. Thêm một anh chị nữa đang tới. Ủa, đậu phộng này luộc tối hả chị? Đậu phộng luộc. Không luộc bằng cái hột cũng mập ngon quá ha. Tủ đựng tiền mà. Đựng tiền nhận. Trời ơi, khoai lang nữa. Khoai lang đâu? Em có mua khoai lang, chị mua khoai lang nữa. Khoai lang này khoai lang lùi, còn em này chiên nữa. Khoai lang đó ăn không có địch, con này địch ngon lắm. Để mình bắt thôi. Ông Bi nó nói đi gần mà đem đồ ăn giống như đi biệt xứ luôn vậy. Bắp luộc. Bắp luộc nè, ở gì qua đây hồng nè, khoai lang. Gì vậy? À nãy biết lên nó dựng lều hả? Nó không ngủ rồi sợ không ông? Không sợ. Thú giờ. Kiểu giống con thú hả? Nó đo là cái gì nó hát được rồi đấy. Mở nhạc nghe. Ta mở đó. Sớm mà. Giờ mở đến mà. Giờ mở đến 10 giờ. Ờ giờ có nhạc trẻ đâu gì mở cho nên nghe kỹ nè. Ta nghe cái âm nhạc thì nữa. Bây giờ xuống câu cá chừng nửa tiếng đi. Ờ có cái gì? Đây. Cái hồ đẹp lắm. Chụp hình không? Đây chụp hồ đẹp đẹp coi. Nè chụp cái view đây nè, chụp ra cái view nè. Không. Để dọn cái lều kia xong rồi. Xong rồi dựng cái cây rồi set up hả? Hả? Chồng set up cái cây hả? Có đem theo cái cây không? Tự để dựa vô cái. Ủa Bi là 6 7 món luôn mà. Chứ mày đem gì dữ à? Tám giường nhàn Bi nhậu tiếp. Bỏ lên đây cho. Đó gì đó nè. Đó. Đồ ăn cả đống mà. Tối nay làm ông 15 chai là hỏi có không? Trong cái chỗ phía bên vợ ngồi á. Ở dưới đó hả? Bữa mà ở dưới kia vậy hả? Nói chừng ngon đi. Bữa bữa dưới kia ông nào ông lấy sáng rồi bơ mà. Đòi đi thử rượu. Trời ơi, nhậu đêm đến sáng là thức khuya là tháng quải rồi. Ông gì vậy? Ông Vũ thì tưởng. Rồi sao làm giỏi vậy? Ê ông Vũ thì tưởng ông Bi đem, ông Bi thì tưởng ông Vũ đem không ông này. Có ông đem á. Ông nào đem than. Đâu đem than gì đâu. Ủi nè. Sao hay vậy? Trời sao Thảo nó cũng giỏi làm đủ thứ à. Cũng dẹp lại vậy. Ừ, có mấy này của miền Bắc. Miền Bắc không? Bắc một cọp. Đây, cốm dẹp đây. Thiếu một tấn ra. Ủa làm bằng cái miếng này là miếng gì Thảo? Dừa, miếng cốm nè. Cốm nè, xanh xanh nè. Ý là cái cốm nó mua làm sao? Trong bịch nó bán hở đó. Nó bán cốm khô á. Đấy, ai ăn thì mở em nha, để bụi. Ủa cái lều của đây của ai nữa mà anh Tuấn làm lều bự quá vậy? Cái bữa nào mà dưỡng bỏ anh bàn á. Còn chủ sĩ thấy bộ mệt mỏi vậy? Thôi, cũng làm nữa. Chủ sĩ nghỉ mệt thôi. Chủ sĩ bữa nay yếu rồi nha Bi. Ừ. Chị Đại mày yếu rồi đó. Còn Tin nó ngồi xe coi iPad kìa. Tin xuống chơi Tin. Không à.
Tin nó mệt lắm, con muốn lên xe anh Tin không? Không à. Con vui không? Con gái con vui không? Dạ. Ngồi nhàn quy đã, không có cái nệm đó. Trời ơi, nó hơi lên đã không? Trời ơi, nó giờ nó giăng đèn nhà tràn chuẩn bị đèn trái cây, bất gì trái cây nữa kìa. Muốn trải cái bạc này phía trước này không? Ủa cái này hả, nó bơm mặn gì đem ống bơm á hả? Cái đồ già. Chu đã cho. Rồi chân vừa ồm mà mày nhỏ xíu à. Bi mốt mua giùm tao một cái này Bi. Mày mốt mua giùm cái này à. Một cái thôi chứ liều nhỏ còn chi hai cái. Nhỏ xíu à. Vô nước giặt đầu nước quá nào. Chân vô đâu đó luôn hả? Ok. Vũ uống gì anh Vũ? Thấy không? Đi cái gì không lo la bia không à? Cho tao nó bia ướp cả. Còn bịch nữa kìa. Tao đi tắm hay sao quá nha. Con 100 chai rồi mà. Mày 100 chai là người nhiêu chai? 15, 16 chai. Uống cho chết thì không uống. Hôm bữa trước đêm bữa trước uống rượu nhiêu chai? Hả? Bữa trước có uống rượu nhiêu chai thôi? Đâu đếm. Nhiều quá cũng đếm hết à. Bữa trước đâu có nghĩ đâu. Đó. Mọi thứ đã sẵn sàng, bàn ghế rồi. Trời giống hội chợ quá, giống lô tô lục cục quá. Không, nhưng mà cái kia xe đạp, xe điện, xe cái gì đó, cho ai đứng vậy. Nhưng mà không phải đứng rồi. Một cái lều, hai lều, ba lều. Cái này anh Tuấn đang làm một lều nữa, bốn lều. Cái này một lều nhỏ là năm lều. Bên kia một lều của ông Bi nữa là sáu lều. Tổng cộng sáu cái lều. Lều nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn bên kia Dương Tuấn đang làm lều của Dương Tuấn cho đi. Ủa Dương Tuấn cũng lều nhỏ nhỏ. Lều nhỏ nhỏ giống anh Vũ hả? Mà không làm gì bài bán vậy. Ủa là lều xịn vậy. Còn sáu này qua vô trong đi vậy. Sao cái này qua vô trong lạ vậy? Là cái giường của anh chị phải không? Nhổ lên đấy hả? Trời ơi. Mày im cãi rồi, nhổ hơi khó. Thôi kệ, giờ mất công quá, đại đi chị. Khỏi đi. Cãi rồi mà sao nhổ? Ừ thôi khỏi đi, đại đi. Mà thôi, nó nằm xuôi, nằm xuôi. Chứ cho lều Dương Tuấn khỏi vậy nữa kìa, đã vậy. Dương Tuấn có cái nệm. Anh Hôn nói làm gì kiểu dốc dốc nó. Trời lọt hơn, tối nay nhắc nó dễ. Trời ơi, mất tiêu. Còn cái bà kia cái gì? Vậy là anh chưa gì mà bé vô thế hết rồi. Chưa gì. Tối đi sau mà cũng ham heo tới chỗ rồi. Rồi sao tự nhiên cái anh Thành cũng gặp mình vậy? Sao qua đây luôn đi. Để tập trung chỗ tự nhiên. Ừ. Ừ cho nó đó, cho nó bàn đó. Bà cho em không có cho. Sao không cho con tránh ngáy vậy mày? Nhìn xe bà xe đủ con đủ rồi. Cho chị, hai mẹ con ở đây. Hai mẹ con ở đây nè. Ừ. Không, không cửa lại cho bụi nó vô. Vô. Vô, 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 vô. Thú vị. Tối nghe nãy đang còi. Nghe anh Nguyên sớm rồi. Ủa còn cái chai này của ai? Của Vũ á. Ủa Vũ đâu? Ở bên đây cũng chai khác. Anh Thành là anh cũng không công. Anh đi sớm mà, bữa anh vô sớm rồi. Không, tối nay không cho anh Thành ngủ sớm. Tại vì đi trễ là phải ngủ trễ. Xong thấy lấy là tôi thấy cắm lều không quá mấy tiếng hồ rồi. Nghe đi nó lên xe gì chăm làm gì kìa. Ông đi chung dưới bè kia hả ta? Hay là đi xe ảnh vậy? Cái này đi đâu vậy? Chung xe. Ở đi. Sao đi con với đi đâu vậy? Trời ơi, ở đây người ta cắm trại đông nghe quá trời lều phía trước luôn kìa. Củi lên cái vô cái lò kìa. Giờ chấm củi hả? Giờ sớm mà. Chưa nhắm. Cẩn thận té trượt nha con. Điểm bành theo. Ừ. Đi đá bành đá liệt kìa. Cầm tay cầm bia mình ta chân đá bành. Không thấy tôm này nó rẻ mà ngon. Đi. Hả? Không có ngon. Lát nữa ngồi lai rai mồi thôi. Mồi là tới 10 món luôn anh. Mồi là 10 món. Ừ. Ừ. Bây giờ ổng đi đâu á là ổng bài đủ hết. Thấy chưa? Mày thấy vợ mày nó lên tiếng chưa? Đến con bì á. Bài này. Đó, đây. Đi, bây giờ mình lỉnh kỉnh không cũng mệt nữa. Đó, đi chơi mình xách đồ quá rồi. Nhưng mà cái đồ gì rửa nó. Nó hồi đó. Nè, nó có tiền mình vừa chăm mà. Đây. Bây giờ mở màn món đầu tiên là món lẩu phải không mọi người? Lẩu trước hả? Lẩu trước.
Nấu tối ăn giặt. Anh Thành mấy giờ xuống chị? Trời ơi, cua ghẹ đâu? Ăn nấu buổi tối ăn giặt lộn, nghe lộn. Trời ơi, nói gì bình liền. Em nói gì chị kia chỉ buồn chết luôn á, chứ đi có một mình à. Nhưng mà sao anh Thành tới trễ vậy? Không là chị Nương làm 2 giờ mới ra. Ờ. 2 giờ xuống. Đâu, anh nói chị Nương làm tới 2 rưỡi. Đây, bây giờ bún đây. Họ bún ai luộc mà khéo dữ vậy trời. Sáng thấy ai gửi hình luộc á. Chị luộc á. Thôi em thấy rồi. Không, nhưng mà sao? Thì đang khen chị mà. Khen hay chê? Hỏi khen. Luộc bún, còn bún, bún rượt nha. Các mày nữa hồi sáng chị đang... Bún này sao giống nấu bò á hả? Đâu mua? Sao ít nấm quá vậy? Ai biết mua nó luộc không? Mày bị mà ít chơi. Mày mua nấm á hả? Tô mua. Tô đâu đi ấy vậy ta? Buồn vậy? Nó mua hết, có nhiều nó mua hết em biết. Không, cái này nó muốn ăn được, nó không đi phải không? Rau là hơi ít. Nó không đi nhưng mà nó mua rau muống 2 bó. Bà ai làm rau? Mấy đứa kia mua 2 bó, em mua 2 bó, em đi đâu? Bó gì ít dữ vậy cho nào? 2 bó. Mà 2 bó nó chợ Hàn Quốc nó bán mắc lắm. Không phải, rau muống này bán lạc bán dục hết nữa sao? Rau muống mua chợ Mạc Kỳ, Hàn Quốc mua nấm. Nó thấy cái đủ ăn cái đùi rau là ăn không nhiều. Bò kho đi chứ đâu có ăn. Để mở vô đâu đi. Thật em có đi. Tại em không có lần mua ai dặn mua mấy bó thì em mua heo mấy bó à. Rau là phải mua ăn nhiều. Thôi để mà. Thấy vậy đó nhiều khi để cho bịch đó vậy thôi. Băm ra một trai chắc cũng được nhiều á. Chuẩn bị ăn lẩu nha. Vô bàn vô vị trí rồi. Rồi báo quan ăn giỏ quan viên hay họ vô hết trơn ơi. Ngồi gần bếp ga để đi ngồi thôi. Bếp ga lửa nóng rồi. Thấy không? Rồi chị lấy ra xong. Ở sau cái tủ này em ta luôn hả? Dạ, dạ. Ngồi trên xe không? Là nó đi với hai anh kia. Mày làm hả? Dạ vậy. Mình đặt á. Tin ơi. Đặt máy hả? Dạ. Trong lều. Ở trên trong lều hả? Cái lều nhỏ kia có ai vậy? Vũ hả? Không Vũ. Bày Vũ á. Bày phải thắt đu 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 đu. Em hỏi nó trời em đâu. Cái lều đó là bữa tao đưa hả? Dạ. Mới khen dữ luôn không? Đủ chân không vậy trời? Đủ chứ em ngắn mà. Không, không thấy vậy chứ mình trải ra một cũng đủ. Cái liều đó là hồi bữa ở đâu dưới nhà, nhà gì ra. Chị đã cho anh tin đi đi rồi. Gia đình này lấy đũa đi đâu là đồ ăn đó. Thôi, còn lấy đũa gấp cái đó. Rất là ấm áp luôn. Chín chưa? Chín rồi nó. Ủa? Kính mời cả nhà. Ăn lẩu. Ê, cái đây là ta kêu là gì, cà phê lẩu hả? Tại múc bằng cái ly cà phê là cà phê lẩu. Cà phê lẩu. Đẹp, đẹp gì cũng đẹp mà to giá không đẹp. Cà phê lẩu. Vô 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 vô. Ăn chén không à. Treo này là đỡ gió. Gió. Ngon không? Ngon không? Không chưa đỡ. Ồ, giờ đừng làm đổ cẩn thận nha. Nè mấy bạn nhỏ ăn ngon không? Em đi ăn ngon không con? Với anh Phương chưa có rau ăn kìa. Em đi đỡ nó đâu, nó đầu. Con đưa đi làm gì trễ hơn. Đi ngon không? Cái nhà mình cứ tối tối kéo ra kia chụp hình tấm hình nè. Ngon không anh đi? Xuống dưới hồ. Cho ổng thành lên á. Trời đông đủ à, đứng này, như chụp cá đẹp. Đúng này đúng ra nấu là à gì? Nguyên cái cây. Đó này đúng ra nấu là phải cho cây mới ngon á. Đấy sợ. Ghế trên tim nó ngồi nó ăn. Cà phê lẩu múc lẩu bằng cái ly cà phê, chứ không phải bằng cái vá. Nè ba em nhỏ ăn giỏi nè. Chưa. Ngon tin. Ông này là giỏi nhất nè. Ông ăn ngon không? Ông ăn giống như là chưa bao giờ được ăn. Tu cha quét tu cha cái đưa mấy giấy cho không lòng. Còn cho Lê Mỹ cũng ăn luôn. Đỡ Việt Nam nha em. Đói sao? Đưa Sài Gòn lại uống ngon. Cho anh Thành giờ chưa đi dạ đi vô ăn chứ vô ăn chứ mọi người đói bụng quá về mà bỏ đồ xuống rồi chạy xe đầu ngay cái chỗ em đang ngồi ăn đang quan sát thấy một anh nữa tới phiếu đó kìa kìa đó nè rồi cái này rồi về chị Trâm nói là tối tối lại dạy mình muốn đá thì tối dạy nhỏ tôi ở gần gần đó mặt đai chuyện nhỏ móc cái khác nữa kìa. Bây giờ anh muốn quá giờ sao giờ nữa chết nữa. Chỉ ham thôi gì. Thôi mang hết thêm chất lộn nữa. Đồ rồi. Rồi luộc cái nước sôi. Đâu lát nữa để nóng á bỏ vô lại thôi. Không nóng ăn. Lát nữa cái mình bỏ lên là trứng lộn nướng. Không thôi giờ trứng rồi nào bỏ túi sẵn rồi lát đắm ăn luôn. Cái anh cái này là đang dịch vụ. Không nổi rồi. Đá một cái hai cái đó giờ hai người. Cái đâu chị? Vậy. Chắc chị với anh Thành này nè. Tại vì cho khi anh Tuấn ngủ mà anh Thành ngáy là anh Tuấn anh ngủ được.
Trâm biết rồi phải không? Hello. Hello. Có bạn rồi đi đâu? Hi. Sao thấy lo sao mày? Đứa gái gì đây vậy? Thấy lo gì? Lo cho nó. Đưa hết rồi em đâu biết đâu. Đồ lót gì anh đó chỉ hai cái lều của ai chỉ rồi. Cho chị cái phòng của chị luôn, cái phòng phòng đóng phòng hôi chút à. Hình như cái này nó bị treo, nó kéo ra ngược kia sau cái phòng nó bị che cửa à. Cái miếng đó là ngược á, miếng nó treo ngược thì à. Đâu vô giấc nó. Mền rối rồi đem lên rồi. Giấc nhờ, giấu cái giường ở nhà đem ra. Dọn nhà đi. Mấy cái này bây giờ lót cũ đây, lót cho nó êm. Còn đó lít ở trong đó nhiều lắm. Anh nhỏ nè. Không có chào ăn chưa? Dạ rồi. Trời ơi. Đủ thứ món luôn. Mới ăn các món rồi phải là chưa còn là qua hết rồi. Nhiều chuyện chơi đúng không? Bỏ đâu mất quá lâu vậy em? Cái nước hả em? Đủ rồi, đủ rồi. Nồi bên kia chưa có nữa. Bầu trời rất là đẹp. Có bơ không? Cá hình miếng này thấy ít chứ. Bỏ bơ. Cái béo phải không? Cái pin mà ta nói như ở nhà nha. Đó, hai người này là giỏi nhất à. Chục món, giờ làm gỏi nữa. Ái trời. Đưa gỏi chưa? Đâu, ngon mà phải đẹp nữa. Ngon mà phải đẹp. Chưa lát nữa nó còn đẹp hơn nữa, lát nữa cái món kia nó đẹp lắm. Món gì? Điện theo giỏ của em nữa. Ốc mà phải có giỏ ăn. Đi rồi nha. Quá trời đồ ăn. Bây bây giờ tao hỏi đây là món thứ mấy? Món thứ ba phải không? Chắc lộn. Món thứ 4, thứ 5 gì không biết. Thứ nào nãy ăn nhiều quá không biết món thứ mấy nữa. Đây là chè xương xăm, xương táo. Cái này là đây là gì quên tên. Xương xăm. Mà mình bứt cái lá mình làm ở nhà luôn chứ không phải là mua. Mười mấy 2 triệu đồng. Lên bước lên con, bước lên. Ăn hâm đồ ăn chín cháo nha con. Đây là xe của xe camping của chị Trâm nhà mình. Chị Trâm anh Tuấn nhà mình nè. Cứ cho quay đi. Coi cho rõ. Tự xe này là tự build luôn. Tự làm luôn á mọi người. Mua chiếc xe và cái thùng không này nè. Build có giường. Có giường. Có tivi. Có toilet. Có nhà bếp. Microwave, có restroom nè. Wow, cái này là restroom. Ôi dồi. Quên. Em tên này. Nhưng mà con đừng đi đây, đi ngồi kia kìa. Em tên Jolly, đi, con đi restroom ngồi kia. Chờ xíu, chờ mấy mi xíu. Nè, có nước nè. Ha, tiện nghi không? Cái bếp là nước, tiện với sợ. Tự làm, tiện nghi. Sao con? Tưởng con giỏi hả? Quá giỏi. Đi được xe này kỳ công. Kỳ công luôn. Biết làm chiếc gì thì mình đi cái cabin đó. Tiện ha. Mua mắt. Ăn ngủ trên này luôn. Quá đẻ. Giờ ham cháo cho con ăn cháo hả? Ok. Đi. Giờ ăn vu nữ động trước cái lên là trăm canh góc nào đẹp thử. Đi. Đứng gì nè. Chụp nè. Nè. Mới chụp hình cái cảnh hồ này xong. Nhìn đẹp quá mà không có ai nhờ chụp hình hết. Đi cả nhà ham chụp không có chụp chung được. Cái khu game này rộng hơn chỗ bữa chứ mày. Quá trời người camping luôn vui. Giờ vô nhậu tiếp thôi, mọi người đang chờ cho nó rồi. Bị đem đồ ăn nhiều quá trời phải lên ăn cho hết.
Chắc con leo lên đây. Con leo nổi không? Nổi, đỡ con leo thôi. Chắc con leo lên cho quen. Lên. Rõ. Hợp lý. Hả? Nay nay đâu ở đâu? Ôi, anh Vũ bên đây bé bốn con nữa, bên đây nữa nè. Trời ơi, đi. Nhưng mà ấy là hai vợ chồng đâu, nằm vừa đâu đâu chồng. Đâu 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 đâu. Trời giờ này mà nó xuống rồi. Nó đi lên này nè, dưới liều kìa. Đó nè. Bẻ nè. Mấy bè luôn. Cái bè bay lên kia rồi. Dạng quá ha. Nhìn kìa. Giờ quen rồi. Nó chạy kìa. Tí nữa cái heo rừng nữa nha. Ồ heo rừng không dám quay đâu. Sao đâu? Ồ heo rừng naturally. Châu châu bò rừng đó kìa. Heo rừng bò rừng. Con nai con nai. Này con nai. Quá quá. Ủa cứ nó đi rồi nó sợ nó đi rồi, nó sợ nó đi rồi. Nó sợ nó đi rồi. Hả? Không sợ luôn kìa. Con số đi. Nó nó no, no. Con đừng tới gần nó sợ nó đi tội nó. Nó đi đâu rồi? Nó đi về với mẹ nó rồi. Bye bye đây. Bye bye nó. Come here. Come here no. Nó đi về đi đi ngủ rồi. Coi 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 coi. Không sợ nào thế nào không không tới. Mẹ. Say you will, say you will be mine. Chưa chưa mà. Say you will, say you will. Đó là đó vậy. Son à. Say you will, say you will, ôi mưa. Say you will, say you will be mine. I just can't be gentle tonight. I feel so unsure, I feel so alone. I just me alone tonight. Đó. Đó, đỡ khỏi men á, bây giờ. Đâu đâu lát nữa lửa nóng nóng nó tự đứt rồi mà. Đó, không đó, đó. Bây giờ là đốt lửa. Lửa trại đêm nay. Dạ. Thì ai có băng gì vô vô quăng vô cho nó. Ao ao ao. Cái này dậy rồi. Cho băng gì vô. Cái bàn này xíu đây xíu anh đó. Băng băng đúng không? Cái đó nữa thằng sao. Ở đây, xe nè. Xe đây con. Trời ơi, cái bạn người ta để đâu ăn ngồi luôn quá hả? Ông này là. Ông này là để làm ông nướng đúng không? Ông nướng, ông nướng, ông nướng. Nướng nó thơm lắm á. Ốc, ốc nướng hả? Ốc nướng, ốc nướng, ốc nướng, ốc nướng. Ốc nướng. Ốc nướng mà nó nói nghe như ốc gì á. Công nhận á nha. Chị My mua cái thùng châm châm. Nó đi xếp. Công nhận bé mua thùng châm châm nó đẻo su, su, luôn á. Dưới cái hộp thùng châm châm nó để trên con hộp chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà cái đó là cái kiểu nó làm vậy thôi. Nó làm thôi, cái thùng châm châm nó lấy châm châm rồi hết cái nó đậy cái hộp không cái nó bỏ châm châm lên nó ráp lại mình tưởng. Nó bắt thấy là cái chiếu gì à. Hồi bữa ở dưới kia bán 7 đồng thùng à. Tối quá sao thấy được quay. Không, hôm qua là chủ sĩ 7 đồng.
để chờ chôm chôm mắt à. Chôm chôm gì là rỉ á. Không, có cây nhỏ mà. Có cây nhỏ mà anh. Không cây dầu á. Không có đem. Không cần. Đó này. Lâu lắm. Cần. Đó, nhưng mà chợ bà kia nó bán hải sản cũng ngon lắm nha. Còn bây giờ ốc rồi tôi bây giờ nó có chợ lớn lắm, đang đối chợ bà kia luôn á. Để thằng nó mở. Phải, cái chợ mặt kệ. Không. Không, nó hấp dở chợ. Chợ gì? Chợ mặt kệ. Chỉ còn nhà em luôn nè. Tao phụ lạc. Để cái vô. Bà kia giờ cửa luôn. Cô không có mang chai dầu anh Tuấn? Dạ thôi, phải dầu. Đó là dụ nha, dụ. Dạ em lỗi em. Anh Phan từ từ. Ôi dứt răng đâu mới đi dạo được. Nhảy ra anh đi, anh đi. Anh đi. Nhảy ra con. Nhảy lửa nóng. Ê nhưng mà anh mua đây mà. Chú Ly đứng dậy con. Từ từ. Chú Ly ơi đứng dậy khó với con. Chút ngồi lại. Đâu có, đâu phải đâu. Chút tải bên này nó cũng thấy qua. Chứ nói là lâu lâu nó tổ chức cái chương trình đó thôi. Đứng dậy, làm ngồi lại. Nhưng mà nguyên tháng nó nguyên tháng nữa được rồi Phương ơi bút cái giày rồi được rồi cháy rồi bộ vô cháy rồi ngục ngục rồi mà đã coi cháy rồi đó cháy rồi cái gỗ đây nó đúng vô nó xèo nghe xèo là cháy rồi gỗ thông thông mà anh hy vọng là vậy. Với lại thông nó mau tàn lắm nha, nó tại nó bắt lửa lắm, nó có dầu á. Nó thơm, nhưng mà gỗ này đốn lên thơm lắm. Trời ơi, cái này bị đốt cái gì trời. Đó coi không? Quế. Quế đẻ luôn. Không cái đó đẻ. À. Cầm mình giờ nhỏ nhỏ vô rồi. Anh Thành là anh chuyên gia mà. Nhanh quá nhanh luôn. Anh muốn nhanh là anh phải quay. Từ từ. Có dành. Đúng ra là để dành là để mấy khúc này nè, nó chắc nè. Đúng. Lấy khúc kim cho em vô. Được rồi, cháy. Nhưng mà lát nữa cho em khúc ngày đây em nướng đồ nha. Ok. Chỗ này than á, lát nữa vừa than quen. Được rồi Thành á. Không rồi mở. Đồ em nướng đâu có còn mở. Đi đem vũ. Ủa, vũ nó đem đẩy hả? Đẩy đi em vũ. Vũ nó đem đẩy, trời ơi. Vũ em đẩy sao? Đó không? Em làm như lò không thôi thiệt. Không, cái gỗ thông này lát nữa nó thơm lắm. Xe ra đi nó văng lên tập đầu giờ. Vũ nó đem củi. Nói tốt, lát có thể lẹo lử nữa. Giờ cái này nè. Không sai đó. Sợi dấp á hả? Sợi dấp á lại không có chỗ ngồi. Không có thì đó ngồi lấy cái mà quấn vô cái trụ luôn đi. Rồi dính thôi. Đây nó chọn. Anh để cái ghế của anh ngồi như đó luôn đi cho nó đỡ say anh. Anh để cái ghế anh ngồi như đó luôn cho đỡ say. Anh đâu quấn mấy lò lửa. Chị Thảo nói anh ngồi như lò lửa là không có say anh ngồi như đó luôn. Để coi ai. Để coi gì mà ban đêm mà đi gì mà nói gì. Mai cũng chưa có gì á. Chưa mai. Được rồi, để đây giảm tối. Nếu nó thiếu rồi. Anh đi nhổ nó đi. Anh nhổ sao mình chắc tới đây nè, tối mình thiếu mình chậm. Anh trên đó phát hiện được cây khô giống gì nè. Dạ, đúng rồi. Cháy rồi. Anh cứ làm cỡ 20 lòng như vậy đi. Bây giờ mình sao mình xếp bàn rồi nè, cho ngồi đủ cả nhà rồi. Ừ. Ngồi vòng tròn thôi. Có điều kiện. Hả? Đem ra đó đi. Cái này cho quan bên đi. Giữ không? Vì chén của ai giữ nè. Chén này của anh Phương phải không? Nó gần lắm không Tuấn, gần lắm cái chừng khói. Không, cái nào của ai cứ giữ lại đi, bỏ chén ủ. Chị anh Vũ nè, chị mới giữ. Ôi, mami. Lũ đỡ qua đây trước rồi. Rồi, kính mời cả nhà ra bếp lửa chuẩn bị mình đàm đạo. Bấm cháy. Bấm cháy. Cháu còn cái chói.
người và cùng cháy mãi. Bùm cháy ơi. Nhiều đó cũng hết hồn. Ổn định chỗ ngồi. Trật tử. Ngồi đâu? Ngồi đâu? Chào mọi người. Dẹp cái bàn này đi, đâu cần bàn đó đâu. Dẹp chỉ chầu nó ngồi ngay đó mà không cần. Cái gì mà bốn cái bàn bốn cái. Kéo bàn xít xít vô. Không bàn đổ ra mà. Không còn gì cũng có gì. Uống bia. Ăn cái chỗ để rồi ăn em ngồi em với anh chứ. Đúng rồi. Bởi vì bé nói sao á. Rồi bé để tiêu tiêu rồi bé ngồi à. Này chôm chôm. Còn nó đòi lăn lộn mà không hay lăn lộn mà để thì biết nè. Quên là lộn là lộn lâu. Lộn gì chứ gì lộn lộn ngoài trời. Bỏ vô hộp này ơi. Hộp đâu đủ cái cây nó bự mà. Cái giai đoạn mà ổn định chỗ ngồi nó cũng rất là lâu nha. Ăn thêm nước lộn luôn à, còn mắm còn đây nè, ăn cá. Con này nó gõ gì mà tưởng nó đập trứng lộn nó ăn. Gõ gì vậy con? Con nổ nổ rồi. Cái này sao tao bắt có tắt kìa. Wow, bây giờ tao chưa có bắt con mà. Bắt con mà sửng là sao? Không cần chị Trâm nói, không cách rất là tự nhiên, đơn giản, thiệt tình. Có sao nói vậy à? Tiền bụi coi, có khi có nghe. Có sao nói vậy người ơi? Rớt cục rồi, rớt cái gì vậy? Anh Dũng đậu xanh điện thoại bỏ ra rồi. Ồ, rớt trái gì đây? Con gái ở ngoài bên nhà. Nhà ở trong kia đem theo đèn mắt. Nóng quá chứ đâu phải lạnh đâu. Em tưởng đi biển. Đâu để gì được không? Tưởng đi biển mà bận quần sọt. Đi biển là bận còn ấm hơn nữa chứ bị anh đi biển mà bận quần sọt nó hở chân hở đồ gói. Nước xuống nước, xuống nước. À, xuống nước. Bận bikini. Đi biển hả? Phương mặc vô. Wow. Sao có cái khói lên nó ạc sao anh Phương. Sao nó có cái khói lên. Nó nhìn tổ đâu đi biển. Tổ đâu đi biển. Dạ. Trai của em anh. Cảm ơn anh. Thôi diễn bài ruột đi anh. Bài gì ruột ruột. Ủa, cái đèn này sao cái để chỗ nào cho cái đèn này để chỗ này để chỗ này mình đi chỗ nào mới đi làm sao con làm sao hả làm sao con ở đèn sân khấu trước anh Tuấn nhớ anh Tuấn đeo cây không vậy mà ông nói ông bao quên nhưng mà thiệt sự là trong phải đội mũ đem vô trong cốc đội mũ lên con no không có xấu con đừng có dùng từ xấu nó đi nghe chưa ai cũng đội mũ kìa con thấy không không đi vô không đi dẫn nó về á xong cái chói mắt đi vô tắt rồi. Biết ơn man kiếp cầm cầm cắm chơi.
cần em thôi. Con em cũng muốn lắm luôn. Dâu à? Con về được không? Con ăn, con tự con ăn được không con? Hép mi, hép hép em đi con. Justin hép em à. Em đêm mai bay đi tìm trời. Đây đây nghĩa tình đau. Mấy đứa em bay đi tìm trời. Và nơi đó em có đường nào. Em ơi em ơi em. Sao em đi vội sớm ra đi? Đúng đây này chị Lâm mấy con biến con quẹt rồi này nọ, quẹt quẹt luôn nhá. Không anh, bây giờ ông kiếm cái gì đó hốt miếng cơm ăn mà cũng không ra luôn nè, thấy không? Em suy nghĩ lại, tối em có ngủ với anh đâu. Tối em sợ mấy người ngáy em. Em sợ mấy người ngáy. Em sợ mấy người ngáy kìa. À, không, em sợ ngáy ngủ được. Nãy giờ mấy người đã nói em sợ chị Trâm rên. Mà bây giờ chị nói sợ mấy người ngáy thôi. Thôi sao má mà bây giờ này tôi chưa vô 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 chưa vô đô, chưa đủ. Tới giờ mà chưa đủ giờ sớm quá mà sao đủ đô được. Nãy giờ tính vô ngủ với là à, tốt hả? Ăn đậu phộng chưa? Ở đây rồi. Phộng mới cái bài này, nướng đồ thơm. Cái bài này em hát đó là thôi vô cái. Vô cái đi. Chị Nương bên đó ăn đậu phộng không? Em hát cái bài này là hát lên. Không, vô cái vô anh Tuấn. Có hả? Vô cái anh Vương. Hả? Sao Vương? Vô cái anh Thành. Em hát là chùa con chết. Còn ông múc cơm nè. Thấy ông hốt, rước không? Chết. Ông lùa cơm ghê thiệt cái tay người của ông. Chút đi cắm. Đang. Lúc đi học quân sự đâu đang. Thôi là tôi biết mà. Anh ăn miếng cơm mà. Cảm ơn Thành. Ok. Cơm này đúng là nghĩa không khó luôn. Cơm không khó mà. Đó, cho giờ ông rút rồi đúng không? Anh rút vô là nghe thấy giòn giòn rồi đâu. Ngon liền. Cho ăn cơm không? Đó, nó hốt con chó, nó hốt con chó rồi không? Ăn cơm không? Cơm giờ thôi. Nó tươi với ngon khô đây đây. Nhưng mà để nó giòn giòn nữa ngon nữa. Chắc coi, à ok cái đó mô hả? Dễ thêm mát nữa chứ không có chạy không rồi. Ăn ok ăn mấy món lấy cái tay xuống. It's up to you. Con chỉ đổ vô thôi nha. Con ăn cơm đủ rồi, cơm ăn mấy món khác nữa. Hả? Lúc ăn mấy món khác nữa, ăn cơm không? Ăn món khác chẳng nổi. Không, cứ làm cho nó giòn nè đó đi. Trở giòn nó lâu giòn lắm. Trái ngày về phải không? Còn món di ké nướng mưa hành nữa kìa. Hồi nãy ai hỏi mỡ hành nữa, chị hỏi mỡ hành làm cái gì, nướng bắp hả? Ốc hả? Ồ, ốc, ốc mỡ hành chị. Ốc này nướng không là bắp ra chấm rồi. Ai lại làm nó quậy, tụi nó quậy trong đó. Chị Thảo nè, làm mỡ hành làm gì nè. Ốc này đâu còn mỡ hành. Mắm chung à. Lát nữa mắm này, không ấy, muối ớt, nặng chanh vô là bắt đầu ra nướng thơm thơm rồi chấm vô là chút luôn. Tôi thui hết rồi, sao thấy mồi mồi. Chỗ mấy cái lều trại kia nó không có đốt lửa, không mình lều mình đốt à. Nó ngủ hết trơn à. Nó không có củi, nó nghèo, không có tiền mua củi. Mình đi lượm củi đốt. Giờ thấy cái củi dòng lượm gần hết rồi đó. Mùa đông có đốt. Không, mùa đông không có đốt luôn chứ nói. Bữa biết lấy hết cho rồi. Nè. Làm gì đó. Dính chưa? Dính lộn không? Đó. Không ra cho đâu. Tại sao không được? Chú lộn lấy vòng vàng thôi. Đóng lại. Đóng lại. Đóng được thôi. Mấy mũ rồi. Rồi bắt đầu vậy. Dính này. Thở này xong uống. Chơi cơ. Một chọn cháy điện thoại. Cái chữ ca sắp lên ca là nó phải tiếng Anh. Trời hát em mới kêu phải cái chảo. Ông nắm cái chảo múa như thợ nấu hả? Giờ anh Vương cầm cái chảo làm cái gì vậy? Micro của anh đó hả? Sao anh xỉn lên cái gì anh cũng là cái micro không? Anh
con hòm giờ say giữa khung trời ta vươn xóa nghiêng dòng con hòm giờ xe theo đưa múa cùng ta đem cùng bước em thành phi ngỡ ngàng thời gian như lắng đồng con nhân dân đời em quý con hiểu anh hôm nay không ạ con nó khô lại theo điều muốn vàng còn mưa nó giòn không dạ nó giòn bao nhiêu ngã si hai ngày rồi dần nghe và đêm nay bao nhiêu ngã si mưa đêm thì cháy lên dặn ngay ngỡ ngàng thời gian như lắm. Nắp của cái con này anh ăn đó, anh ăn là ăn cái con này mà. Ủa, cái ruột ra là cái nắp để hết yeah, không hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này là chịu là món này đi chịu nè, không biết là cái ốc tốt luôn. Giống như là của nó. Cái ruột của nó đó. Lấy cái vỏ rồi. Còn nhiều là mình lấy ấy nó mình xào đậu rồi ăn rồi. Đâu có, cái này khác. Không phải ốc hồi chiều làm gỏi. Ốc đây nè, cái con ốc đang làm nè. Là nó luôn đó, mà cái ruột của nó là lấy riêng, giờ mới bỏ lên nướng nè. Trời ơi. Quá đẻ luôn. Sao mà lửa nhiều quá nó khói vậy? Chính không sao đâu. Giờ mình ăn gừng núi. Hồi xưa ông trời ơi, cái món này hấp dẫn quá em. Có cái mượn, có mượn cái vỏ đâu hay vậy. Gỏ vỏ của nó luôn chứ mượn gì anh. Vỏ của nó luôn đó nha, chứ không phải là vỏ lụm. Chết mày cháy lông của em hết rồi. Cái bơ bơ bây giờ không có gì đâu. Bơ bơ rồi hả? Nó bơ. Lửa này hơi gắt luôn. Có ai có cái muỗng đó không? Đây cái nĩa được không? Cái nĩa được. Muỗng được không? Nĩa được. Cái vụ này phải không muốn nước sốt. Quay đây đưa đây. Ê, la tiếng của trời vô luôn. Tung tiêu lắm. Chưa chắc cái đèn lửa. Cái món này hấp dẫn quá Bi ơi. Hấp dẫn không? I praise you. I'm praise. Anh đẩy dùm lửa cho nó là nóng. Hèn chi anh bỏ cái củ qua phía bên này. Là mua ốc này về rồi gỡ cái lọt có thịt nó ra. Đúng rồi. Làm sao mình cắt? Cái gia vị nữa bảo vệ Bi à, nhiều người rủ bay nhiều người rủ anh nhậu đâu đi đâu Bi rủ nhỏ đi à. Trời, nó chế sữa đặc. Ui, chế sữa ông thọ vô nữa trứng ra cái trứng này quên chế sữa ông thọ vô men chết hết trứng rồi hết trứng rồi cái giữa anh thằng này trứng nóng quá trứng gà hả dạ trứng gà quậy vô lắm. Em có hai cái trứng mỏng chế một cái. Đâu rồi? Vô vô vô. Đúng rồi, em nói nữa đi em. Nói nữa đi em. Cái gì vậy? Nói nữa là mang con cùng chi ra. Không đó luôn. Có hai trứng mà làm hết mày. Lát khỏi ăn trứng. Ở đây trứng còn nhiều lắm. Năm ông còn 10 trứng lận. Không ạ, ở trứng ở đây thì nhiều khi cái thành này không mà chị không biết nghe. Mà trứng là nhiều khi có ông mà không biết nữa. Không mà không biết nghe. Trứng nào trứng đó ăn thôi chứ ăn bậy bà sao được ta. Trứng đây là ông rồi nè. Giỡn quá. Trứng này ấp này cũng người cả tầm rồi đó. Mày không biết sao mà đi chút trời chút đi uống. Được chưa? Wow. Đấy không? Họ nghĩ sao cua bằng miệng luôn ta. Trời ơi, nó làm hấp dẫn ô mà. Bi vừa làm vừa hát cũng có hay Bi, hát đi. Để cho Bi nó quay phim. Bố nói là bạn phải làm khoảng 10, 11 cái chứ làm có 5 cái gì đâu. Không, ăn mà nhớ không ăn sao lại. Không phải 11 cái nắp gì á, 11 con ốc gì. Công nhận Bi nó đang, Bi nó đang tỏ tài, biết bao nhiêu con mắt hướng về là Bi ha. Đây là sò các bạn đây là đó nấu đến từ Mexico. Con sò này ăn vô mồm luôn.
Cái này là sò mỡ hoàng hậu, sò quý phi em không có ăn, em chỉ ăn hòa hoàng hậu thôi. Tại sò quý phi nó còn tơ, nó có kinh nghiệm, sò hoàng hậu nó có kinh nghiệm. Sò hoàng hậu nước mỡ hoàng ai ăn trứng không? Cái này trứng nhiều nè, ai ăn trứng nhiều, ai giơ tay. Bây giờ ai giơ tay trước là được quyền ưu tiên trước nha bà con. Giơ hai tay luôn. Anh giơ hai tay hả? Lắp bụng họng bỏ vô. Hai tay cho con, ba tay cho hai con. Nè nè, hồ biếm. Anh rắc em rắc vàng, em rắc vàng, em rắc vàng, muối vàng. Con này chưa có trứng rồi cho nó. Đưa dĩa đây, đưa dĩa đây men. Chứ sao mà con chưa có trứng trong đó. Không phải, có mà có miếng lòng trắng tội nghiệp nó quá, cho nó miếng trứng nữa. Thấy có ngon không? Tội nghiệp nó làm được. Rồi sao ai đâu? Dĩa. Anh muốn con nào lựa luôn. Con này cháy rồi nè men. Ừ, con này cháy rồi cho đi. Thử cái thơm không? Lấy đĩa. Rồi ai giơ tay? Ai giơ tay trước? Đây giống ở đây đâu. Đưa dĩa. Tại dĩa đâu? Dĩa đây. Gấp vô. Cái dĩa ăn ăn vụ. Đó, ăn vụ. Ăn xong nhớ giữ vỏ lại. Ăn vô ai nữa? Ai nữa? Ai giơ tay? Đây. Hai chị em của Vi Thảo. Rồi. Ai giơ tay? Vi Thảo. Tiếp giơ tay. Không. Chị đổ ra cái dĩa đó, đổ ra cái dĩa ăn rồi trả cái đã cái dĩa lại. Còn vỏ, đợt này cứ ăn từ từ, đừng có ăn nhanh. Không có còn giờ vỏ gấp vỏ còn. Đây. Một người một cái là đủ rồi anh nè. Nè chị My nè. Rồi ai nữa? Anh Vũ đưa cho anh Vũ. Ý là sợ là còn dư ốc nè. Đây hai chị em này cái nè. Dư ốc nhiều lắm. Đây. Rồi, qua đó đi, để qua đó đi. Người cái vỏ xong rồi. Cái đâu có đâu. Ăn xong còn vỏ. Con ăn đi. Còn em con. Chi đâu rồi? Để sao đổi ra dĩa ăn rồi lấy cái vỏ ốc nó lấy lại. Đây vỏ còn nè. Để coi chế nước mắm lên nha. Mắm nè. Bỏ nước mắm lên. Bỏ nước miếng rồi nè. Bỏ miếng nước mắm. Món này món thứ mấy vậy ta? Còn mê quá luôn. ốc khuya mà rồi bắt ốc. Đã khuya rồi con còn bắt cái ốc. Ăn được không? Được thì không ăn. Làm gì mà cái món gì mà chị Trâm kêu ngon là ok à? Cái nghề nước này chị Trâm chị với không có. Hỏi nè, đi hình như có thằng Bi, chị Trâm cũng miếng hoàng hậu á, ông hoàng hậu. Hồi xưa vô lẹ anh đi không có Bi, không có Bi. Nước cái giọt thăm được hả? Vô à, vâng. Nói chung là đi mà có chị Trâm vô đúng là thăm ơn đi lên chung là không sợ đối khác. Món ăn số cũng làm gì đó, anh cũng đưa thôi. Chị đó thì khác đó. Nó khác đó. Tên học thêm. Bốn qua tới 7:30 giờ ở nhà tưởng làm gì cặp bia bưng đồ vô xong có em thì khỏi sợ lạnh không có thiếu ai được chứ nó thiếu ai được chứ nó đi đâu phải đủ nguyên bày đi có một vần đâu món này là món mới á ngon á còn nước suối không ăn tỉnh ngồi tưởng ngồi bàn chứ. Chị, anh Tuấn ăn món này tỉnh người được kìa chị. Ông Tuấn nãy giờ chưa ăn á nha. Ăn tỉnh người luôn á. Anh còn một miếng nữa. Được. Bé sợ anh Tuấn không có ăn, anh còn một miếng nữa, nãy giờ anh chưa có ăn ốc. Bé sợ móc phần. Trời hành luôn ta. Ngồi đi con. Anh ngồi rồi. Rồi chung với bà. Ok. Ngồi đi con. Ngồi đi. Cũng bắt hỏi thôi. Bắt gì? Bà nói gì? Cô nói gì? Đúng rồi, mấy tháng nữa là gì? Ăn đúng không? No chưa? Cơm chưa? Tết nói rồi. Cái món mà bị lủng là bị nước dưới. Mình mới mua cái củ mà tròn mà bự bự á. Chứ đừng mua củ dài. Cái này là tát chín liền nó cháy bây giờ phải quá. Không bắt buộc phải cháy vỏ. Không, cháy vỏ mình mẻ ra cái khoi nó mới thơm. Khoi phải cháy vỏ nó mới chín. Sao đâu phải luộc đâu được. Không, ở đây không khí nó thoáng lắm anh, không thoải mái nữa đâu. Khoi lang nướng, cái này là món khoi lang nướng, còn này là món khoi lang chiên. Ngồi bên cạnh hai bên khoi lang nướng, bên khoi lang chiên. Trời ơi, ăn gì vậy? Ra nướng từ từ vô nướng làm gì hết luôn rồi. Ngưỡng cũ. Bèn. Sao đụng sợ? Khoai lang chiên rồi nè, đã chín rồi nè.
Cái này ăn giòn hả? Hồi đang chiên chín, còn đây bắp nướng đang gần sắp chín. Nè. Ớt 20 đồng. Ủa tối nay uống gì sao? Bi. Anh đi mời. Bi tối nay uống gì sao người 15 chai được? Bởi vì từ từ giờ sớm mà mới giờ mới nửa đường rồi. Em bắt 20 đồng hả? Quỷ nói sao hôm nay mày nhìn mày hối. Giờ mình mới nửa đường. Thôi nè, cái cánh gà nè, ăn mấy cái quy nhỏ nhỏ nhai xương luôn. Khuya 12 giờ rồi. Bóc đại nha. Rồi ok. 12 giờ bây giờ bắt đầu luộc lại trứng lộn. Luộc lại trứng lộn nha. Nóng luôn luôn á. Anh Anh. Ủa cái gì á ớt đâu? Ăn cái quy rồi. Thật sự anh ăn. Giờ này 12 giờ mà anh còn ăn luôn á hả? Tính mà tính là anh khỏe chứ. Mấy cái chanh chắc không biết chỗ trong đó còn thôi. Cái quy giờ này nhai xương ngon quá. Nãy bóc đại một đâm ra mình lựa quê lắm kỳ. Giờ yên tĩnh, giờ mình không nói chuyện là nghe tiếng dế kêu luôn á. Hả? Bạn kia còn chơi kìa. Kia còn nói. Táo tàu ăn táo tàu, lấy ra luôn á. Trời cái táo tàu bữa ăn ăn mình nó hóc cái vỏ một lần sợ luôn á. Táo tàu này đã khuya rồi thế ngồi đếm sao tàu đéo đếm xong rồi thế ngồi đếm lông ăn tiền không là cái câu nãy nó anh nói lại cái nói lại mai anh Vũ là tiền tháng sau là nó vô hàng trăm với giờ còn hàng chục đã khuya rồi tao ngồi đếm lông mà đếm xong rồi tôi không biết gì đó cái không có gì không nhưng mà em đếm xong rồi thì nó bình thường còn anh đếm, ai ghi ai vậy vợ anh nữa chứ ai nữa anh cứ nói em mất hồn nãy giờ chị không có mà chỉ ra luôn rồi kìa à? Chị mới ra đó chị nào? Vợ anh Bình Minh ơi dậy chưa Bình Minh ơi dậy chưa cả ba sắc Bình Minh ơi dậy có hóc giật mình dậy mấy lần hóc nhưng mà có em ôm cái ngủ lại liền công nhận có giường che trăm lợi hại không dùng thẳng cảnh gì đây dậy được ôi dạ nè Rồi sao? Cái hang gì đó. Ô. Đừng lắp lại, để nó chui ra, đừng có lắp lại, để nó chui ra. Nó chui ra, né ra nó chui ra. No, đừng có lắp lại. Vô đây đó đi, chị vô ở trong đây nè. Em dậy lúc 5 giờ mấy mà đều không thấy ai thôi. Một cái... Không dậy hả? Dạ? Yeah. Thơm ơi! Phải không vậy? Tôi còn nghe ngay cái rốt còn rốt. Ăn sáng thôi. Nghe thằng Giao Phong nó chào, hỏi nó chào ai, kêu nó chào chú Thành. Mà nhìn ra mình có thấy ai đâu. Bình luận gì âm nhạc không à, im với Vũ Linh Tuấn nói giai điệu này rap rồi gì à. Lâu lâu nói chuyện không điệu. Cho nhiều điệu chứ. À, giờ ngồi ăn là thảm không? Đắm đuối rồi. Ủa, hết lửa không bảo gì không trời. Củi quá trời củi. Bé vô bé né, bé dội ra mà bé kêu hết lửa. Ý là bỏ lửa. Giờ nè. Dạ. Giờ bà ít thôi chứ. Tối phải đường kiếm. Tối đâu thấy đường kiếm đâu. Hồi tối là tắt cái ngọn trước không à, không có nhiệt tình đi kiếm. Rồi tối ngồi hết cửa vậy không có buổi đó hả? Nó ui ui miếng rồi. Mà kiểu không nổi, anh nói ngủ bia mà vô nè, liếm liếm không à. Ai order cơm chiên kìa. Uống cơm chiên không? Ăn chứ. Ăn ra rồi đi. Cho em cỡ còn đồ bạc kha nữa nha. Từ xuống được gì chỉ lo vậy. Ủa tao xét rồi thấy sỏi rồi. Vũ. Ừ. Ok. Cho ăn nước ông ăn cũng ngồi. Giờ cơm chiên đắt. Bà kho muốn ăn sáng tiếp tục là muốn bà kho.
Nói kem pin mà như như ăn còn hơn ở nhà nữa. Cho em cái nữa không cả. Đây là giấy nè. Thành nãy ăn cơm no hả? Rồi đó, từ từ thôi, nó lên nửa ngộ nó cháy hết. Rồi thêm cái miếng giấy bạc nữa, phải không có giấy bạc thì nó còn mau nóng. Không có giấy bạc nữa. Nôn nè. Nôn, từ từ. Chưa đâu. Chưa, mới 9 giờ mấy rồi. Thôi để mình ngồi chơi chơi tới 11, 12 giờ. Giờ khỏi công ăn trưa đúng không? Trời ơi, trứng lộn giờ nó ngã màu rồi, đang có màu gì rồi. Ờ không, ăn trứng lộn. Ăn trứng lộn. Ăn đi. Bởi. Nó khô lại nó gì màu. Quất quất quất. Muối tiêu lộn đi. Muối tiêu. Nó đợi chờ đua nè. Cố nhỏ hả? Cố không lớn. Cố trứng lộn xong bỏ lên cho nóng. Trời ơi, ta ăn muốn hết rồi giờ bỏ lên gì nữa. Anh chứ, ăn làm cái tấn anh Thành. Em làm cái tấn luôn. Làm đi con. À, tự nhiên giờ nó đau hơn hồi nãy còn chạy nữa. Vậy con ngồi yên đi, con đừng có chạy. Cái này chắc vừa ăn rồi muối miết gì nữa bi. Múc luôn cho rồi. Đó rồi. Có thật. Cái không? Lọc ra cho anh cái luôn rồi. Đó, nè, qua đây nè. Dạ thôi, không cần hả? Bò kho sáng sớm. Bò kho chị Trâm. Ừ. Cho xíu nước nữa cho trứng lộn nè. Trứng lộn nè. Mới sáng ăn trứng lộn nè. Đó. Thấy đời sống mày đàn không? Mới mày nướng bò kho. Ăn trứng lộn no sao ăn bò kho được? Chú kia no hỏi gì no. Còn Thành còn cái hộp trứng nhóm ăn về nha. Đứa nào mà làm biến mấy trẻ mấy đứa trẻ mà biến ăn á là dẫn đi đây cho coi cho bác Phương là nó thấy nhìn nó ăn là nó ăn theo à nào biến ăn đâu để biến ăn giơ tay lên cho ra nhỏ nhìn đứa nó nhìn bày nhai ơi nhai sao hả miệng bự hả miệng bự ra nhai bự nhai tin mang à tin ủa còn cho đi đi đâu rồi cho đi ơi nô no, cái đó đóng lại cái đó không có chơi được trong đó cái đồ cho nó là đóng lại con thấy ăn mì không hả ăn mì không giòn nè ba ở nước mì này giòn à đó, mì giòn Việt Nam giống Việt Nam rồi dạ giống Việt Nam lon này còn tô á mềm mềm đúng không? Ăn bánh mì bò kho. Cái gì cũng nấu vậy? Mì bò kho. Bò kho bánh mì. Anh Thành làm tô nữa chứ anh Thành. Hai người hai tô chứ mà nãy giờ hai người mới có một tô à. Vậy thì còn tô nãy giờ em đếm mà. Giờ ăn một chục tô cũng có. Ăn chục tô bây giờ mới khỏi mất công tô go về nhà. Rỡ về mệt mất công rỡ về thôi. Tới giận luôn. Đó, giòn rồi, cái này giòn nè. Rồi ai ăn đậu phộng rồi nè. Không ăn đậu phộng. Sáng. Anh em múc cho anh nha. No 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 no. Stop. No. Stop. No. Gì vậy? Gì vậy? Có cái bộ, có cái bộ à. Đi đâu rồi? Đâu mình không sảnh dữ vậy? Quà. Có được quà gì không? Đi đâu à? Đi đâu à? Tới tiền nó nôi miết con đi rồi con đi đâu? Con đi đâu? Nó nôi miết kệ chứ mắc thì con đi. Coi con bộ sẵn sẵn nha. Bộ à. Đi đâu à? Đi đâu à? Ờ đi mới đi quay lại cho ông già luôn nha. Coi coi bộ à. Coi bộ đi đâu à? Khen nó là sao chứ. Ok đi, ok vậy mới đi nha. Bye. Lúc nãy lúc đang uống người ta bỏ. Nãy không nhớ
Ăn uống đẻ giờ thôi dục thể thao. Chú đánh cũng rò à? Trời đó đó, mớ nói đánh trật à. Đây. Đi. Giờ kéo cả đoàn đi xuống hồ chơi. Có chừng giảm mình nha. Mình lội bộ lên trên đầu kia mình khen gà thấy láng láng cũng ngon rồi. Bữa sau lên là thả một cắm rồi. Mình không à? Mình tâm mơ không à? Đi cái chân đạp khuôn cho con. Kiếm chỗ nào đẹp đẹp chụp tấm hình đây. Ua, cái này cống này đã quá. Ồ, đi ra cái hồ cũng xa xôi với bộ à. Rồi giờ chuyển qua chơi cổng hết trơn à. Dưỡng Tuấn cổng gì chăm phía trước kìa. Wow, bà Trâm có bác hành kìa. Mấy mi em xuống. Chứ leo lên được cho xuống được. Đây cây đỏ nữa. Đó. Rồi đi tiếp. Chúc em đi nó cắm cà phê cho đã. Ừ, xuống hồ rồi nè. Giờ leo xuống đây. Cái hồ này sát cái chỗ camping luôn. Mọi người sáng ăn sáng uống cà phê xong rồi. Bây giờ đi xuống hồ ngắm cảnh. Đi tập thể dục. Giờ chút ăn nữa. Lên rồi ăn thêm hiệp 2 nữa rồi đi về. Bây giờ là 11 giờ trưa mà trời âm u quá. Nhưng mà sáng nay cũng trời cũng không có lạnh lắm. Cảnh đẹp nè thấy chưa. View hồ, cái hồ này hồi xưa nước nó nhiều lắm mà bây giờ lâu nay cái ít mưa hạn hán cho nên cái hồ nó cạn lần sâu, thích ngồi đây. Còn hồi xưa là nó tuốt bên trong này luôn. Bên này wow, mấy cây hồ dại viên hồ. Vui chưa? Cái hồ nước đang lùi vậy. Hồ giống hồ đập dịch quá. Vô nó bọt rồi nó ra là bay bẩn hết trơn. Chơi trò gì đây? Chú, băng hai lần hả? Trời, chắc túng đi xe ghê luôn á. Không bây giờ này nó dùng, bây giờ là nó đi xa là đỡ trở về. Còn gì, dậy sớm đã thành công mà nó dậy sớm đã ra tiền đi Costco mua mấy trăm. Ta dậy sớm thành công còn vui đây dậy sớm để làm công chuyện nhà. Cái gì tam đi quần bọc hồ chút đón bạn ngay chỗ kia kìa. Ba lần, mi ba lần. Còn anh Phương thử mấy lần?
chú một nồi luôn đếm hết. Wow, 3 lần 4 lần gì đó không biết nữa. Rồi chu cái đó nhỏ rồi, cái này con bi nè, con bi chơi thẳng cục thẳng đá. Ôi trời ơi, ông nội cá nhảy. À, bắt trước cổng luôn rồi, thấy cậu bị cậu mắc trước cổng luôn rồi. Xuống giống em đi thấy nó nhiều chuyện kìa, không mỏi chưa con, mỏi quá. Đi từ dưới hồ lên đây cũng nãy đi nhiêu phút anh Vũ, chắc 15 phút á ha, hơn à, mệt quá. Giờ lên tới chỗ chỗ lều trại, đi một đoạn nó mới tới. Bye bye cả nhà. Cả nhà giờ dọn dẹp thu dọn hành lý đi dỡ về nhà. Thì cái giá mỗi lần đi về dọn mệt. Giờ chiều nay tập trung dọn giùm gì cho mua nhà, dọn giùm mới chiều tới muốn mua nhà thì dám dọn rồi ăn nhậu tiếp. Rau uống nữa chưa, sữa cho con vô đây, vô đây. Mua cái nhà nữa mày. Đâu biết để ăn chơi đâu hả? Còn rác nữa không? Quang luôn là. Em quay con em nè, lá cửa giơ tay bắt mày bắt đầu ghê bay luôn. Kéo bay á, no, kéo bay ra, xích ra. Dạ. Gác cửa. Bay anh được phải không? Ok, bye bye cả nhà.